Thí sinh kế tiếp Mai Thanh Hà. Làm cho tất cả danh bài, nhưng chắc tôi thoát quần áo rồi, tôi sẽ chiến thắng vàng rồi. Khi một trong hai danh hài tươi cười, con xin kính chào chú Hồ Kiến Huy. Con chào. Nó biết tương lai sẽ ra làm sao. Con chào, con đón chào cùng quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thanh Hà, năm nay con 6 tuổi, con đến từ thủ đô Hà Nội. Hôm nay xinh quá. Mặt đầm đẹp. Cái váy ai mua thế? Bố con mang từ Hà Nội lên. Thương thế, xa thế nhở? Là cái váy đi máy bay đến đấy đúng không? Vâng ạ. Hà Nội là kế bên Hà Lan đúng không con? Dạ không. Ủa chứ Hà Nội không phải kế bên đó hả? Thế Hà Nội nằm ở đâu nhỉ? Con không biết. Con phải nói là Hà Nội là ngay nhà con đấy. Dạ. Yeah. Giới thiệu lại bằng giọng người miền Nam coi. Biết nói cho tiếng miền Nam không? Con có. Đấy thì nói đi. Rồi, 2, 3. Con xin kính chào ban giám khảo cùng quý vị khán giả. Nó giống nhau đó con. Con xin kính chào đó, con xin kính chào. Thôi bỏ đi. Rồi, giờ cho chú Thành hỏi là con suy nghĩ được kịch bản gì rồi? Con với mẹ con có tập kịch bản gì chưa? Dạ rồi. Rồi, thi nha. Dạ. Dạ. Rồi, vòng 1, 60 giây dành cho con, bắt đầu. Gì trời? Ủa Quý, sao ngoài đây sao khóc dữ vậy? Ba của em chỉ qua nhà chị Kiếm mà sao khóc? Em không dám gì gặp ba em đâu à. Thôi bình tĩnh nói chị nghe, chị về chị nói ba cho. Ba em quấn em hai trận lận á. Trời ơi, quấn em hai trận hả? Mà sao ông anh chị không tán nhà thương mà sao quánh? Trận đầu á, em đưa sổ liên lạc cho ba xem kết quả của năm. Toàn là điểm số của ba. Học được yếu nè, mê gái nè, chú học. Chú mừng con. Hiểu rồi. Qua vòng 1. Ba đánh là tại vì toàn điểm số của ba, học được yếu, mê gái. Mà sao diễn nói tiếng miền Nam mà nói chuyện bình thường là không nói tiếng miền Nam được ha? Công nhận luôn. Ghê thiệt. Học lực giống ba chơi với ba quánh vậy trời. Dễ thương, có ngày ai dạy con à? Con xin Doraemon nhiều quá con nhiễm. Ôi dễ thương, xin Doraemon nhiều quá nhiễm. Ủa trong Doraemon có học lực yếu mê gái nữa hả? Dạ. Hay à. Rồi tiếp, vòng 2 con giỏi rồi đó. Rồi con sẵn sàng vào vòng 2 nha. Dạ. Triệu like rồi đó nha, triệu like rồi đó. Vòng 2, 60 giây, bắt đầu. Trời ơi, dễ thương quá à, đáng yêu quá à. Cô cho con mấy đồng đi cô. Sáng giờ không có gì cho bụng con đói quá à. Ê, cho con chó của tao bằng 3, 10 lần tao cho mày 100 nha. Sao quá quá vợ. Tao thích tiền, giờ tao có tiền tao cho. Chơi không, mày không chơi không, chơi đi thôi. Chúc mừng con qua được vòng 2. Trời ơi, đáng yêu quá đi. Triệu like. Rồi. Cưng muốn xỉu. Con, dạ? con có kịch nào mà nói giọng miền Bắc luôn không? Hay là vô đóng kịch là phải nói giọng miền Nam? Em không. Là đóng kịch là con toàn nói giọng miền Nam thôi hả? Ai biểu con làm điều đó? Không ai biểu. Con thích thế. Nó thích, nó coi nhiều nó thích. Nó coi nhiều rồi, quen. Rồi tiếp đi con, vui quá rồi đó, dễ thương quá, đang vui quá rồi. Rồi con ơi, sẵn sàng vòng 3 nha. Vòng 3 rồi đó. Có, bây giờ con đến tiếp kể con chó, con còn diễn một đoạn nữa. Ừ, nếu mà diễn xong mà vẫn không hiệu quả thì con đẩy luôn cái vòng 3 lên con nhá. Dạ. Vâng. Rồi, mời con. Thời gian 60 giây, bắt đầu. Cô cho con mấy đồng đi cô. Sáng giờ không có gì cho bụng con đói quá à. Đi chỗ khác. Ê, kêu con chó của tao bằng 3, 10 lần tao cho mày 100 ngàn. Sao quá quá vậy?
Tao thích đi ốc, giờ tao có tiền tao cho. Chơi không, mày muốn chơi không? Dạ hứa ba. Dạ con chào ba. Con cảm ơn ba, trời con lại ba. Nhờ có ba mà chiều nay con no. Dạ con cảm ơn ba nhiều lắm. Dạ hứa ba, con lại ba luôn đó ba. Nè 100.000 đi đi con. Con chào mẹ con đi. Chúc mừng con qua được vòng 3. Thông minh đấy mà. Kêu con chó bằng ba là kêu con nhỏ đó bằng mẹ. Chửi thân quý. Chửi đó, ờ, là con nhỏ lấy con chó luôn. Đúng không? Thông minh, ý hài thông minh. Mẹ con công nhận đầu óc được. Chắc nhiều khi bà đánh ghen quen. Có kinh nghiệm. Thông minh. Hai mẹ con dắt díu nhau, người chỉ đạo, người diễn xuất. Thông minh quá. Triệu like, giữ chứ. Giữ đi còn trồng răng cho nhỏ nữa chứ. Con, không biết sao không? Con rất là lanh. Con rất là dễ thương, con vào vai là con vô tâm trạng liền. Nhưng mà con không có bị ranh. Con vẫn rất là ngây thơ, con hồn nhiên. Đó là cái điều mà chú Thành quý con nhất. Ừ, nói gì thôi chứ nó không hiểu đâu. Con hiểu là nói gì không? Thấy chưa? Vậy chú nói dễ hiểu nè. Con muốn thi tiếp hay không? Con thi tiếp. Đó, con hiểu rồi đó. Con có chuẩn bị gì không? Có. Rồi, mời con chuẩn bị. Con, chú hiểu rồi. Chỉ có chú nói chuyện con mới hiểu thôi. Rồi, bây giờ là con sẽ đứng đây chờ chú Huy bấm chuông là thi tiếp đúng không? Dạ. Đó. Dạ, hay quá. Vòng 4, 60 giây, bắt đầu. Chỗ đó chị. Trời ơi cưng. Chúc mừng con qua vòng 4. Bà gọi xe buýt đó bà. Trời ơi cưng quá. Con gái ơi, bây giờ nè, hồi nãy cái này là vui rồi. Nhưng mà nếu hồi nãy mà con nói vậy là sẽ vui hơn nè. Ví dụ hả? Hay ví dụ, là, ví dụ. Cho thi lại. Ví dụ thôi, ví dụ thôi. Bây giờ thử nói lại vậy nè nha. Alo chị taxi, chị taxi, cho em một chiếc taxi đi. Hả? 4 chỗ hay 7 chỗ hả chị? Cho em một chiếc 47 chỗ đi chị. Nha, con nói lại vậy nha. Rồi, diễn nha. 2, 3. Alo, chị taxi đó hả chị taxi? Dạ, chị cho em một chiếc taxi 48 chỗ đó chị. Bà ở đâu mà chế ra? Chúc mừng con. Cảm ơn con đã có tinh thần giải lao cho các chú rất tốt. Tiếp. Con ơi. Dạ. Con vượt qua được vòng 4 rồi. Nếu con chiến thắng luôn vòng 5, con nhận được giải thưởng 150 triệu. Rồi con, quẹo phải vô nói chuyện với mẹ. Rồi, mời con. Biết chắc luôn chứ là gì có mọi chuyện ý. Chú hồi nãy nói được cái đó dễ thương hơn. Rồi, con. Dạ. Nói đơn giản hen. Con sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Rồi, bây giờ mình thi nha. Vâng ạ. Rồi, vòng 5, vòng cuối cùng. Thời gian 60 giây bắt đầu. Chị ơi, chị cho em 47 chỗ nha chị. Sao chị? Em đi mấy người ho chị? Nhầm mình em đi đó chị. Đi em chút lẹo. Rồi nó chị dắt con rồi. Sao chị? Em ở đâu ho chị? Ừ, chị định vị dùng chỗ em đứng đi chị. Sao chị? Chị định vị không được ho chị? Hay để em định luôn cho chị nha. Chị đi cuối đường, chị gặp một cái đường cuối. Chị đi cuối cái đường cuối là chị tới cuối đường. Chị tới cuối đường là em đứng ngay đường cuối là chị tới đường. Dạ, chị còn 5 phút cuối để tới cuối đường. Hết thời gian rồi con. Danh hiệu Trương Thành
mém một tí xíu nữa là cười. Mém chút xíu, mém chút xíu, chút xíu xíu nữa thôi là cười. Tại vì vậy nè con, cái này mấy chú biết rồi. Cái câu chuyện mà đường cuối cuối đường cuối đường, cái đường cuối 5 phút cuối, nãy mà con nói là chỉ còn 5 phút cuối chứ em còn có 3 giây à. Còn hoặc là nó là chị đến tới cuối đường, chị sẽ gặp một cái đường cuối, chạy luôn cái đường cuối, chưa tới cuối đường đâu, vẫn còn một cái cuối đường, chạy tới cuối đường mới gặp cái đường cuối, chạy tới đó nhưng mà chạy lẹ nha chị, em đang bị tiểu đường. Em đang còn vô bệnh viện, em đang chút cười. Thí dụ vậy nó phải bất ngờ. Tại vì nãy là không trách được, tại vì đúng rồi, một cái thời gian ngắn mà phải ép vô trong đầu mấy cái kịch bản như thế. Chú Thành nãy giờ cười chiều mến thương yêu, phải không? Nhưng tới vòng mà 150 triệu chú Thành phải cười đúng cái đô, phải không? Nhưng mà nó chưa đúng, uổng. Trời ơi, xém cười, thiệt. Giờ hát bài nghe tặng với khán giả được không? Được không? Có biết hát không? Con hát không hay. Hát không hay, rồi bây giờ chú hỏi lại nhà con ở đâu? Nhà con Hà Nội. Ừ. Rồi con ơi, phần thưởng dành cho con ở vòng gala là giải thưởng 5 triệu đồng. Giỏi quá, ngoan quá, 5 triệu luôn đó nha. Rồi, bắt tay nha. Cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Con thấy hơi hồi hộp bởi vì là con sợ con không có thuộc lời cho nên là con rất hồi hộp vì mấy cái này cho nên là con mới quên bài. Con đi được đến đây là mình cũng đã rất là hãnh diện rồi. Nên là ngày hôm nay dù là con không chiến thắng nhưng mà đối với mình thì con cũng vẫn là số 1.